Đến nay, học sinh mầm non và tiểu học tại nhiều địa phương trên cả nước đã đi học trực tiếp trở lại. Hà Nội đã qua đỉnh dịch, các khu vui chơi, giải trí, các điểm du lịch, phố đi bộ đã mở cửa. Cuộc sống bình thường mới đã diễn ra từ lâu, thế nhưng trẻ mầm non và tiểu học vẫn chưa được đến trường. Nhiều chuyên gia cho rằng đã đến lúc cần cho trẻ trở lại trường học để học trực tiếp và không nên chờ tiêm vaccine mới cho trẻ đến trường. Cụ thể, theo các chuyên gia, việc cho trẻ đi học trở lại là vô cùng cần thiết, đặc biệt là ở lứa tuổi mầm non, không nên chờ tiêm vaccine mới cho trẻ đến trường. Bởi việc trẻ em không được đến trường trong một thời gian dài sẽ gây ra các khiếm khuyết về cả thể chất lẫn tinh thần khi các em không được tương tác với bạn bè, thầy cô, từ đó ảnh hưởng tới sự phát triển lâu dài. Rất là ủng hộ cho các em học sinh trở lại trường. Đương nhiên khi trở lại trường thì tôi nghĩ công việc của các thầy các cô sẽ tăng lên rất nhiều. Ngoài chuyện tức là bảo vệ sức khỏe cho các em, khử khuẩn, phải đeo khẩu trang về các thứ. Và thì các ngoài chuyện dạy bình thường như ngày xưa chỉ có truyền đạt kiến thức thôi. Thế nhưng bây giờ thì còn bao nhiêu việc thì tôi nghĩ là sẽ nặng nề hơn, như tôi nghĩ các đồng chí cố lên. Bởi vì cái hệ lụy mà để cái chuyện online vừa rồi đấy là nghĩa là chúng ta cũng bất khả kháng. Chúng ta không muốn, như chúng ta buộc phải làm để chống dịch thì tốt rồi. Nhưng mà trong này phải nói là bao nhiêu hệ lụy, các em trầm cảm, các em bao nhiêu gây sinh bao chuyện, bởi vì các em phải được giao lưu, các em phải được tiếp xúc, các em trẻ, các em không thể nào cắm cung trong cái bức tường ấy là, cho nên đây là vấn đề lợi của cả một thế hệ, đây là lợi đến chất lượng nguồn lực. Cho nên tôi nghĩ rằng dù ngành giáo dục các ông chí có bận hơn, các ông chí vất vả hơn, các ông chí khổ, nghĩa là các ông chí rồi nó là tốn rất nhiều công sức hơn, nhưng tôi nghĩ các ông chí nên quyết định cho các em trở lại trường, nhưng các em vẫn phải đảm bảo sức khỏe cho em để các em được học. Và như vậy tôi nghĩ nó sẽ lợi rất nhiều cho những chuyện cho xã hội, cho đầu tiên cho phụ huynh học sinh, cho xã hội, cho chính các em, và cho chính các em chính là cho đất nước tương lai. Tôi cho rằng nhất khoát phải tìm một cách cho trẻ em đi học, và chúng ta xem lại những cái thời gian vừa qua, những cái gì mà chưa tốt thì chúng ta rút kinh nghiệm và chúng ta sửa đổi để cho các cháu sớm nhất được đến trường trở lại. Liên quan đến vấn đề này, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho rằng phần lớn trẻ em nhiễm COVID-19 thường có triệu chứng nhẹ. Nếu so sánh giữa lợi ích và rủi ro thì cần cho trẻ đi học. Vừa qua, trẻ em ở trong nhà dương tính rất nhiều vì chúng ta nới lỏng các hoạt động, số ca nhiễm trong cộng đồng nhiều khi người lớn mắc bệnh lây cho trẻ. Nếu ở trường, làm các biện pháp phòng dịch tốt, có tổ chức, nguy cơ lây nhiễm chưa chắc cao hơn ở nhà. Được biết, hiện hầu hết các địa phương trên cả nước đều cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi đi học dù chưa được tiêm vaccine COVID-19. Trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, một số chuyên gia nhận định, việc Hà Nội chưa quyết định thời gian cho trẻ mầm non, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đến trường với lý do chờ tiêm vaccine là không thuyết phục và quá thận trọng. Hiện Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đang yêu cầu các trường triển khai khảo sát ý kiến của phụ huynh từ lớp 1 đến lớp 6 về việc cho con đi học trực tiếp. Đây được xem là một kênh thông tin để tham khảo, từ đó nắm nguyện vọng, mong muốn của phụ huynh. Đại diện một số nhà trường cho biết hầu hết phụ huynh đều muốn cho trẻ quay trở lại trường học. Có trường phụ huynh đồng ý lên tới 94,3%.